Quý vị thân mến, Nguyễn Cao Kỳ là một tướng lĩnh không quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu tướng trước khi tham gia chính trường và trở thành Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa trong chính phủ quân sự từ năm 1965 đến năm 1967. Sau đó, ông làm Phó Tổng thống cho Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trong các chính phủ dân cử trước khi nghỉ chức này năm 1971. Trong video này, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc sống lưu vong ở hải ngoại của tướng Kỳ và dư luận phía bên kia sau ngày ông trở về Việt Nam thực hiện hòa giải dân tộc. Nguyễn Cao Kỳ, cuộc sống lưu vong cơ cực bị cộng đồng hải ngoại quay lưng. Tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ nổi tiếng với bộ râu kẽm và phong cách cao bồi ngang tàng. Thời làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương Việt Nam Cộng Hòa, từ năm 1965 đến năm 1967, chức vụ tương đương với Thủ tướng trong chế độ đại nghị. Tướng Kỳ còn cho xử bắn một thương gia gốc Hoa vì đầu cơ tích trữ gạo. Ông còn đem súng ra hù dọa bắn bỏ nhiều người khác. Dù đó là một linh mục Công giáo, thượng tọa Phật giáo, một tướng thủy quân lục chiến Mỹ hay một bộ trưởng. Nguyễn Cao Kỳ thường được giới truyền thông đương thời khá chú ý bởi những màn chơi ngông có 102 ở Sài Gòn. Ông từng lái máy bay trực thăng thấp giữa Sài Gòn để lấy le với cô bồ là tiếp viên hàng không Đặng Tuyết Mai, sau này trở thành phu nhân và là mẹ của MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Đến khi đã đeo lon tướng và là một chính khách, nhưng cách ứng xử, trực tính của ông nhiều khi tưởng chỉ là chuyện bàn vui nơi hàng quán, nhưng là những sự thực được chính ông kể lại trong hai tác phẩm 20 năm và 20 ngày và Đứa con cầu tự xuất bản ở Mỹ. Với nhiều người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là không quân, tướng Kỳ được quý mến vì trực tính và đối xử tốt với thuộc cấp. Đối với các cố vấn Mỹ đến giúp miền Nam, ông ta chứng tỏ mình không phải là một người dễ bảo và việc Mỹ ảnh hưởng sâu vào nội bộ chính trị miền Nam làm ông bực mình không ít. Tuy nhiên, những phản ứng nhất thời của ông Kỳ nhiều khi thiếu phong cách ngoại giao, tạo xì căng đan. Trong những ngày cuối của cuộc chiến ở miền Nam năm 1975, ông Nguyễn Cao Kỳ từng lên tiếng sỉ vả các tướng tá đã bỏ đi là hèn nhát, kêu gọi quân dân ở lại chiến đấu dù Sài Gòn có biến thành Stalingrad và khuyên mọi người đừng đi Mỹ vì ở đó không có nước chè, nước vối, không có cà ghém mắm tôm, ăn bơ, uống sữa chỉ đi tiêu chảy. Nhưng ngày hôm sau, ông cũng lái trực thăng bay ra hạm đội của Mỹ để được di tản qua Hoa Kỳ. Tuy thế thì khi đặt chân đến Mỹ vẫn có vài người quý trọng ông, vì ông là vị tướng đã sống trong trại tị nạn cùng đồng bào, trong khi nhiều tướng khác phải vội vàng rời trại ngay vì những bất bình của đồng hương. Nhiều người xác nhận rằng tướng Kỳ khi ở trại tị nạn đã cũng ngủ lều, xếp hàng ăn cơm chung với mọi người và còn có dự tính tìm nông trại để giúp định cư người Việt trong giai đoạn đầu. Tuần báo Time từng có bài kể về tướng Kỳ, số ra ngày 19 tháng 5 năm 1975 có đoạn như sau. Phát biểu từ lều tị nạn, tướng Kỳ mong có một ngày về. Đối với chúng tôi, hy vọng duy nhất là được trở về. Khi Hitler chiếm đóng châu Âu, những người như Tổng thống De Gaulle đã hy vọng ông có thể trở về và ông đã trở về. Theo nhiều nguồn tin báo chí ghi nhận, ông Kỳ muốn làm tâm điểm của những người đồng hương nhưng không có kế hoạch thành lập chính phủ lưu vong. Sau tháng 4 năm 1975 tại hải ngoại, ông Kỳ mở tiệm bán rượu ở miền Nam California một thời gian. Không thành công, ông công khai phá sản rồi mua tàu đánh tôm cá để kinh doanh. Năm 1992, khi Hoa Kỳ và Việt Nam bắt đầu từng bước tiến tới quan hệ song phương, trong một bài diễn văn đọc tại Câu lạc bộ Không quân và Hải quân Hoa Kỳ ở vùng San Dâu, ông Kỳ đã lên tiếng ủng hộ việc bỏ cấm vận, gây xôn xao cộng đồng hải ngoại, và những người của chế độ cũ còn đang mang nặng lòng hận thù tại đây đã lên án ông Kỳ là đồ phản bội đồng đội. Nhiều người còn tham gia biểu tình ném trứng thối, cà chua và hình nộm của tướng Kỳ. Về phần tướng Kỳ, ông từng thẳng thắn lên tiếng, nhận xét công khai những người ở hải ngoại như sau. Tôi vẫn hay nói với các anh em hải ngoại rằng, tôi cũng đã từng chiến đấu với họ chứ, và tôi, và họ cũng như tôi, là đều mong muốn rằng sẽ có được một chiến thắng cuối cùng để mình thống nhất xứ sở chứ. Bởi vì đó là nhiệm vụ của lịch sử, của mỗi người công dân Việt Nam mà. Nhưng bây giờ tôi và họ đã không làm được việc đó, những người anh em bên kia đã làm được, thì mình phải chấp nhận đó là lịch sử và đất nước đã thống nhất rồi. Chứ còn cứ nói mãi phục quốc cái gì? Nước Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà phục quốc. Chưa kể là 3 triệu người hải ngoại không thể nhân danh Tổ quốc Việt Nam được, mà nói chuyện đất nước Việt Nam. Với những chuyện phi lý như vậy, tôi đã bảo họ là
nếu sự thật họ yêu nước thì họ phải biết ngồi im và biết suy nghĩ, chứ đừng có hành động đi theo một lũ côn đồ, hám danh hám lợi, lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh chống cộng, nhân danh tự do dân chủ mà đi lừa gạt người ta. Ông Kỳ kể là những sự chống đối bên hải ngoại thường khá to tiếng và ồn ào, nhưng thật ra lại rất thiểu số. Năm 2004, khi ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống chính quyền Sài Gòn từ Mỹ trở về nước lần đầu tiên sau gần 30 năm lưu lạc ở nước ngoài, tức là thời điểm khoảng 19 năm về trước. Đây là sự kiện thu hút mối quan tâm không chỉ trong nước mà cả bà con người Việt ở nước ngoài. Một ông tướng râu kẽm từng lưu bút vào quả bom trước khi máy bay Mỹ dội xuống miền Bắc Việt Nam, nơi có thị xã Sơn Tây, quê hương của ông. Một phó tổng thống khét tiếng chống cộng, một cựu binh Việt Nam Cộng Hòa từng là biểu tượng của những người chống đối nhà nước Việt Nam sau năm 75, bỗng nhiên trở về cố hương. Đôi nét về tiểu sử tướng Nguyễn Cao Kỳ. Trong bản tự khai lúc còn trong quân ngũ, ông Nguyễn Cao Kỳ sinh ngày 8 tháng 9 năm 1930 tại thị xã Sơn Tây, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông là con trai duy nhất trong gia đình có 3, hoặc có tài liệu ghi là 4 chị em. Mẹ của ông là Phùng Thị Trung, cha là Nguyễn Văn Hiếu. Sau này ông thường kể với mọi người rằng cha mẹ ông đi chùa Hương cầu tự mà có được ông. Có lẽ đó cũng là lý do để sau này ông đặt tên cho cuốn hồi ký của mình là Đứa con cầu tự. Theo một tư liệu lịch sử khác có ghi lại, ông nội của ông Nguyễn Cao Kỳ tên là Nguyễn Cao Côn, làm tới chức thương tá, thương biện hay thương tá tỉnh vụ tỉnh Sơn Tây. Cha của ông Nguyễn Cao Kỳ làm nghề dạy học nhưng ông cụ lại rất thích ngao du đây đó và đặc biệt là ghét người Pháp. Suốt những năm 30-40 của thế kỷ trước, gia đình ông cụ chưa phải là cơ sở của cách mạng nhưng bản thân ông cụ lại là đầu mối liên lạc của lực lượng du kích chống Nhật. Ông cụ cũng thường tâm sự với cậu quý tử Nguyễn Cao Kỳ về căn cứ địa ở Việt Bắc, về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Sau năm 1975, ông Nguyễn Cao Kỳ từng nói trong một bài phỏng vấn của đài phát thanh số 3 thuộc hãng BBC của Anh rằng: "Theo ý tôi, có một sự khác nhau cơ bản giữa người Mỹ và người Việt Nam. Tôi thấy cần phải thay đổi toàn diện ở miền Nam, nhưng người Mỹ không thấy điều đó, hay họ thấy điều đó theo một cách khác. Tôi nói với họ rằng, người Việt Nam có nhu cầu rất ít về vật chất nhưng nhiều hơn về tinh thần. Một người Việt Nam có thể hạnh phúc ngay cả khi họ còn nghèo. Thứ đến, tôi nói với họ rằng, miền Nam Việt Nam cần một người như Hồ Chí Minh, một lãnh tụ thật sự, chứ không phải một người của Mỹ. Nhưng họ không bao giờ hiểu được điều đó." Những người thân tín với ông Kỳ đều biết chuyện ông Kỳ từng trốn nhà lên chiến khu tìm Việt Minh, nhưng việc chưa thành mà còn suýt bị mất mạng vì bị Pháp bắt được khi đang lang thang trong tình trạng đói lả bên bờ suối. Thời thơ ấu, ông Nguyễn Cao Kỳ được gia đình chăm lo học hành đâu ra đấy. Ông được học hết tú tài tại trường Bưởi, Hà Nội. Trong cuốn hồi ký của mình, ông Kỳ từng viết: "Là cậu bé duy nhất trong 4 chị em, tôi được cưng chiều như một hoàng tử và được phép làm bất cứ thứ gì mình muốn. Ba người chị của tôi từng kể với tôi rằng, khi tôi chập chững biết đi, điều duy nhất khiến tôi ngừng khóc và nở nụ cười là để tôi ném vỡ chiếc đĩa xuống sàn nhà." Đến năm 1952, ông Kỳ đi lính cho Pháp, vào trường đào tạo sĩ quan chủ bị khóa 1 ở Nam Định để phục vụ cho việc thành lập quân đội Bảo Hoàng của Bảo Đại. Nếu như năm xưa Nguyễn Cao Kỳ không bị Pháp bắt trong chuyến đi tìm chiến khu Việt Minh, thì có lẽ đời binh nghiệp của ông đã rẽ sang một hướng khác. Nói vậy để thấy rằng khi xem xét nguyện vọng của ông và nhiều bà con ta ở Mỹ về thăm quê, các cơ quan chức năng Việt Nam hẳn đã lưu ý đến những chi tiết thời thế này. Cùng theo dòng thời gian, nhiều người trong chúng ta và cả bà con sang Mỹ, sang nhiều nước khác sau ngày 30 tháng 4, càng thêm hiểu hoàn cảnh khách quan của lịch sử, những biến thiên của cuộc đời mỗi con người. Nhiều người đã thực sự hiểu được ngày thống nhất đất nước là chiến thắng chung của cả dân tộc, chiến thắng ngoại bang đô hộ. Vì thế, chúng ta mới dễ hiểu, khi đón tiếp ông Nguyễn Cao Kỳ trong chuyến trở lại cố hương lần đầu tiên, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao đều tỏ rõ sự mến khách, nhất quán tinh thần đại đoàn kết dân tộc, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Trong bữa cơm thân mật có cả lẩu rau cần, rau sáng chùa Hương. Ông Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nâng cốc bia hơi, nói với ông Nguyễn Cao Kỳ rằng: "Ông hơn tuổi tôi, trong bữa cơm chiều này tôi xin phép gọi anh, xưng tôi cho nó tình cảm." Ông Nguyễn Cao Kỳ đã nheo mắt cười và vui vẻ đồng ý. Thật ra, ông Kỳ không phải trường hợp duy nhất trở về thăm quê hương sau khi chọn con đường di tản sống lưu vong ở thời điểm năm 1975. Trước đó nữa, bà con người Việt ở nước ngoài, kể cả những người một thủa, phía bên kia cầm súng khác,
đã vượt qua lời nguyền để trở về Tổ quốc. Thậm chí có những cựu lãnh đạo của chế độ cũ đang sống ở Mỹ còn nói rằng: "Chúng tôi không sợ mất nhà mất cửa, điều chúng tôi thấy thỏa lòng là đất nước thống nhất. Vì kiểu gì cũng phải thống nhất, phía miền Bắc làm được điều đó, chúng tôi chấp nhận vì Tổ quốc là của chung." Họ chính là những người mang tâm hồn hòa giải, một suy nghĩ hòa hợp đã được lan truyền trong tâm thế của mọi người Việt Nam nói chung. Người Việt không biên giới, tiếng Việt muôn nơi, tựu một tấm lòng, tất cả đã và sẽ hướng về cội nguồn. Đã gần 50 năm ngày thống nhất đất nước, ngày chiến thắng chung của dân tộc Việt Nam, nghĩa là đã hơn hai thế hệ của một đời người, bà con ta ở nước ngoài dường như tấm lòng đã trăm sông đổ về biển cả quê mẹ. Tuy đâu đó vẫn còn có tiếng nói lạc lõng, đâu đó vẫn còn có những kẻ xấu chống phá nhà nước, nhưng số ít ỏi đấy không thể ngăn được lòng người Việt bốn phương hòa giải, hòa hợp để chung sức xây dựng Tổ quốc Việt Nam lớn mạnh trường tồn. Lại nhớ lời một nhà văn nào đó từng nói, người ta có thể đưa một con người ra khỏi quê hương, nhưng không ai có thể đưa quê hương ra khỏi một con người. Đừng bận tâm đến những kẻ ảo tưởng. Ông Nguyễn Cao Kỳ cũng thú nhận là khi một nguồn dư luận ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, chống đối chuyến đi trở về Việt Nam của ông không bận tâm vì ông đảm bảo rằng đa số những người Việt ở Mỹ không lên tiếng là bởi họ đang ủng hộ, thông cảm và chấp nhận những tư tưởng, những gì mà ông đã nói về quê hương. Ông cũng cho rằng đó là tính cách của người Việt, khi thương ai hoặc phục ai thì sẽ để trong lòng, còn muốn gây sự chú ý mới lên tiếng. Và ông cũng nhấn mạnh, một khi tâm của ông hướng về dân tộc đất nước thì ông cứ lên đường trở về, bất chấp mọi sự phản đối, chống đối của nhóm thiểu số kể trên. Ông phát biểu rằng, tôi đảm bảo rằng sau gần 30 năm rồi, đất nước đã được thống nhất rồi, đang cần những người trong và ngoài nước bắt tay nhau phục hưng đất nước, đưa đất nước trở thành con rồng châu Á, thì tất cả những kẻ vẫn muốn quay trở lại dĩ vãng, nói những chuyện không tưởng, giờ phút này mà còn đánh đấm phục hưng thế này thế nọ, không hướng tới tương lai mà chỉ lo nghĩ quá khứ, là một lũ. Đừng nên để ý vì họ không có lợi cho quê hương đất nước. Quý vị thân mến, trong cuộc họp báo tại khách sạn Sheraton, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 15 tháng 1 năm 2004, ông Kỳ nói: "Tôi cũng muốn nói thêm rằng những người mà giờ phút này sau 30 năm khi đất nước đã thống nhất và đây là lúc cần sự tập hợp của tất cả người Việt Nam trong cũng như ngoài nước để phục hưng đất nước, để Việt Nam trở thành một con rồng châu Á." Ngày 22 tháng 7 năm 2011, ông qua đời tại một bệnh viện ở Malaysia sau một thời gian lâm trọng bệnh. Thi hài của ông được hỏa táng, sau đó con gái ông là Nguyễn Cao Kỳ Duyên đem tro cốt của ông về Mỹ.